Và hôm nay cũng là ngày bạn ấy tròn 4 tuổi. Các bạn biết sinh nhật của bạn ngày bao nhiêu không? Ngày 3 30 tháng 1. Đúng rồi, chúng mình cùng hát chúc mừng sinh nhật bạn Nhật Minh nha. Có nhiều sức khỏe này, ăn nhanh hơn này, cao lớn học giỏi và biết nghe lời bố mẹ ông bà hơn, nhớ chưa? Con đứng lên, con khoanh tay vào. Con khoanh tay vào. Con cảm. Đứng lên. Nào, cô Thơm muốn một bạn. Hôm nay bạn Trà đây, bạn Trà một váy rất xinh. Chúc mừng sinh nhật em nào. Con chúc gì cho em? Đứng tại chỗ. Tắt ấn vào chỗ này.